Hello các bạn ha, giờ hôm nay có dịp lấy bóc một kiện ra cho các bạn coi cái phiên bản của mẹ bồng con ha. Thì mình cũng khui mấy lần thì không có dịp để các bạn xem chim ngưỡng ha. Tập hợp, bây giờ hôm nay chính thức là mình cho tập hợp nha quý vị. Con này là phiên bản mẹ bồng con màu đen ha, mình bóc xuống cho màu đen cái gì đây, cái thùng này. Không. Mình khui ra cho các bạn coi ha. Đây. Rồi. Đây hàng mới nha, hàng mình bán hàng mới. Đây là phiên bản 120 150 ha, bản Scotter. Ok quý vị ha, giờ mình khui ra nè quý vị ha. Đó. Con này là phiên bản màu đen của mình ha, dòng là tốc độ là 50 á. Nếu mà đi 20 20 là cũng tạo chừng 40 50 kéo. Nếu mà đi một người á dòng mát là cũng hơn năm mấy á nha, 51 52 á. Mình thấy mình đi rồi. Cái này trên ly clip thì mình đã có làm rồi ha. Các bạn có thể coi đo tốc độ bên đó cũng được, trên cái chia thông số chỉ kim. Đó, đây là cái pin. Pin con này là dòng 48A, đây dòng 48A 3A ha. Nó cao hơn cái dòng 2A cũng dòng 48A thường thôi. Pin lithium nè. Lithium nè, battery nè, square nè. Okay. Pin cao cấp nha, không phải pin con pin này nó mắc tiền lắm á quý vị. Dòng 48V thôi của nhà sản xuất là đưa ra nó tương đương nó tới 7 củ á, 7 củ á, không có rẻ đâu. Cái dòng 48AH. Cao lắm. Con này giá tiền cao lắm, cái pin của nhà sản xuất đưa đó là 7 củ. Rồi mình xin phép mình bóc xuống cho các bạn coi ha. Ok quý vị ha, đây khui ra thì nó có như vậy thôi, cái thùng sẽ ra được cái pin. Bên trong này nó có một số dụng cụ để các bạn mở này kia chỉnh ha, những con ốc lục giác và những cái bộ phụ kiện thôi. Nó là đơn giản là các bạn thấy không, lúc nào cũng có kèm cho các bạn ha. Rồi cái pin này là kèm theo xe, nguyên bản sẽ có như đây thôi ha, không có thêm cái gì được hết, tại vì xe hàng nguyên kiện người ra vậy ha. Rồi mình khui ra cho các bạn coi đây. Cái đèn ha, đây là một bóng đèn. Thì bây giờ là mình đơn giản, mình đang hướng dẫn cho các bạn cách mở luôn. Con này mở cũng đơn giản lắm, không có gì phải khó so với dòng bản tiêu chuẩn của mình. Bánh nè, rất là dày. Bánh này trơn lắm, mà chạy cũng nhanh lắm. Mình test qua rồi. Mình bánh xong. Rồi, rất là khui ra nè. Nó có nhiều phiên bản lắm bạn. Nó là một loại là loại tay cầm đèn LED và một loại tay cầm là dạng gà. Ai thích kiểu nào thì thích. Riêng về Việt Nam mình đã chơi cái loại tay ga nhiều quá rồi, cho nên mình đã thiết kế cái bảng này cho các bạn ha. Mình đặt cái bảng này, chứ cái bảng gạt nó khó chịu. Nói chung là nó cũng không có quen lắm, chưa có quen với cách cầm của Việt Nam mình là cầm tay ga. Rồi. Nhưng mà đa số dòng scooter bây giờ xài cái tay gạt không à. Ít khi mà ai đầu tư cái này cho các bạn lắm. Nhưng mà mình là người bán hàng á, cho nên mình nắm cái kinh nghiệm á, cho nên mình sẽ tư vấn cho các bạn như thế. Đây các bạn, đầu tiên là nó gấp khúc này sẽ như thế này ha. Rồi nhớ nha, đây nó có cái cần gạt, cái cần gạt đây nó sẽ nhả vô cái thằng này ra, thì cái thằng này nó nhả vô thì nó đưa cái cần gạt này lên trên luôn. Đây mình gạt ra cho các bạn thấy nè, hướng gạt lấy một cái tay đè kia két đây, thấy không, cái thiết kia đó. Rồi nghe không, két một cái không. Rồi cái này đưa cái này. Trước khi chú ý ha, lúc mà nó gấp thì như thế này ha các bạn, thì các bạn nhớ nè, gạt cái kêu nhưng mà không có lên được đâu, tại vì nó còn dính cái cùi chỏ này. Cái cùi chỏ này á là cái tụ tội tay cầm em bé ha, các bạn nhìn thấy không, nó có cái nút bên hông nè, đó đây bóp bên bóp đây, thì phải bạn phải đưa cái này ra trước ha. Đây mình bóp nha, đó bạn thấy nút nhấn đây không, đó đưa lên trước ha, rồi nó có thể nhảy ra được thì lúc đó bạn có thể kéo cái này lên đơn giản. Đó thấy không, nhớ nha, tay chỏ này phải mở ra ổng ra, bạn nhấn cái bạn mở lên trước cho nó hở ra, hở ra thì lúc đó đây, hở ra thì lúc đó bạn mới gạt được cái này lên. Nhiều người kéo ra lực kéo mà kéo không được, đây thấy không, mình đó. Một tay phải thì dựng bên này, tay phải này gạt ra cái cực, rồi khi nào nó nghe cái cớp là về cái vị trí hình dáng như thế này hả, cái gì đó đừng này. Phải mở hơi động hết nha, dùng lực mà hết, nói lực vậy thôi chứ nó không có tốn nhiều lực đâu các bạn thấy không. Đó, mình ra được cái kiểu dáng xe. Còn cái yên nó là ở vị trí còn còn góc nghiêng, cho nên muốn cái này mở yên thì phải mở cái này trước nè, mình đè yên nè, nhấn con lò xo này ha, nhấn yên cái là mở ra, mở vô phải nhấn nha, nhấn thì mới mở được. Rồi còn cái bậc yên á, yên này hơi đặc biệt của nhà sản xuất, vậy vậy trên thị trường chỉ có cái nhà sản xuất này làm cái yên này thôi. Đó là yên độc quyền sáng chế, mà do bạn quyền sáng chế, nó có con ốc đây nè, đây thấy không, nút bật nè, chú ý nè, bật bây giờ nó có hai nét bật, gạt ra nó sẽ về cái vị trí bật, bạn muốn cái bật bên nào đó thì lúc mà nó vô á thì cái lỗ nó nằm đây, cái bật nó đầy cái đấu nó đây, bạn nhìn ra hướng này vô bạn thấy nè, thấy không,
đó thì nó đấu vô được rồi đó. Rồi cất khá đơn giản không. Rồi con nít ngồi đây, ba mẹ ngồi đây, hiện giờ là hai người lớn có thể ngồi đây được ha. Con này trọng chất về 48 con dòng 28A thì tương đương là đi cũng 120 tới 150 cho phép tùy trọng lực và đường xá, thứ hai độ ma sát của đường nữa đó. Rồi xong đơn giản, còn chút nữa lắm mình hướng dẫn cho các bạn gấp vô ha, gấp vô mang đi du lịch nó rất là thoải mái. Cái khúc mà kéo gấp nó so với dòng xe có toy kia của mình cũng là rất là tiện lợi ha. Về nhưng mà đây là nó được đổ được hai pin, hai người yên, hai người ngồi đó. Cái này gấp con nít ngồi nè, đây mình ngồi lên cho các bạn thấy nè, con nít ngồi đây từ lúc nó cái chân nè, cái bàn đạp nè, thấy không? Thì mình đây ở đây có thể nâng lên được, đây mình dẫn cho các bạn cơ cấu thì con ốc nằm đây nâng cao thì không biên bản này không dạng đứng được nha, ngoại trừ bạn tháo yên ra bạn chơi dạng yên đứng. Đây mình mở theo cái mức tiêu chuẩn thôi ha. À, cái tầm này. Người lớn thì đây, người lớn ngồi phía sau thì khả năng ngồi cái tướng ngồi vậy nè, kẹp. Đó, bạn thấy không? Đó, tướng ngồi vậy rồi. À. Rồi cái vấn đề nữa là tới khóa chống trộm. Mình mở nguồn. Thì nói rõ luôn là khóa chống trộm á, khi nào xài khóa này á thì á không có dùng mà còn dùng nguồn, các bạn dùng nguồn á. Đây cái nguồn của nó đây. Khi mà dùng nguồn á thì mình xài nguồn làm tắt bằng nguồn, mở bằng nguồn, cái nút nguồn bên hông nè, bạn đè yên nè, 3 giây nè, 1 2 3 chạy lên rồi số 3 ha. Số 1 đi số 1, số 2, số 3 gì đó tùy ha. Cái gu của mọi người ha. Đó, đây. Rồi. Đây mình bấm nè, số 1 nè, số 2 nè, số 3. Số 1 là tốc độ là cho phép 10 giây, mình thử chế độ tốc độ số 1 cho các bạn coi, mình kéo nha. Các bạn nhìn bánh xe nè. Mình kéo thông số nè, mình thấy không, cho phép có 15 km nè, đã nhìn cái thông số kim đồng hồ nè. Rồi số 2 ha, qua đây nè, bấm số 2 đơn giản lắm, cái này rất là đơn giản. Giờ số 2 cho phép là tối đa cho bạn là chỉnh tốc độ 35 thôi đó, nó lên mát là 35 thôi. Đây là đầy pin, còn vấn đề nhìn pin đó mình chỉ cho các bạn ha. Rồi số 4 và số 3 nè, tốc độ mát nè, thường đi hai người thì đi số 3 thì đó, các bạn thấy không, nó lên tới 55-56. Nhưng mà ước lượng trọng lực chúng ta ngồi có 49-50 thôi. Mình thấy nó quay không? Rồi ok, cái vấn đề là về tốc độ ha. Rồi vấn đề đây là mình chỉ cho các bạn dòng xem pin luôn nè. Đây là số hiển thị nè, dòng km là đi được bao nhiêu nó hiển đây. Còn đây là dòng của nó, dòng pin nè. Lên tới đỏ là báo chớp chớp là sắp hết pin ha. Đó, rất là đơn giản ha. Còn đây số km gì đó các bạn tùy chỉnh. Nó vẫn về vị trí là không ha quý vị. Rồi, thứ hai là cái đèn. Hồi nãy là mình nói chế độ chỉnh tốc là 1, 2, 3, 4 là nhấn ở đây là được rồi ha. Nhà tốc độ đèn thì nhấn im 3 giây. Lên, mình thấy không? Phiên bản này thì rồi đấu đèn gầm. Nếu mà không đấu đèn gầm thì mình có thể đấu riêng cũng được cái vấn đề này. Nhưng mà nó đã có bản đấu đèn gầm rồi. Cho nên các bạn không cần thiết phải đấu gầm ha. Cái này là đối với mà thấy cái phiên bản trước mình hay đấu đèn á, là do mình đấu thêm. Ai không thích thì cứ mua về chế độ nào đó thì đấu, không sao cả. Còn đây phiên bản có sẵn rồi, nguyên bản nó sẽ như thế này. Rồi xin nhanh. Đây đèn của nó sẽ chỉ xuống ha. Cái cao quá thì các bạn chỉ xuống thấp ha, không sao cả. Cái này do các bạn chỉnh thôi, lấy ốc chút gì đó xíu lại. Rồi, xi nhan trái. Bạn thấy không? Đó, đèn xi nhan trái, xi nhan phải. Cũng bấm này luôn. Bấm trái phải đây, đây đèn xi nhan. À, đây, thấy không? Rất đẹp ha. Nói chung là ok, bảy màu, chớp tắt. Để mình tắt cái đèn cho các bạn coi ha. Rồi, để các bạn thấy được cái gầm đèn ha. Đó, các bạn thấy không? Đó, nhìn rất là đẹp. Thấy không? Đó, xi nhan trái phải. Thì ở bên tay trái mình bấm thì nó hiện ra tín hiệu. Khi tại trái bóp thắng bật tắt ha. À, thắng xin nhan các bạn thấy không, nó hơi đẹp vui không, đặc biệt không. Rồi vấn đề thứ hai là đây, khi không dùng nữa thì các bạn tắt thôi. Rồi mình xong cái chế độ đèn ha. Rồi bấm cái. Rồi vấn đề thứ hai, nếu là xài remote là gấp cho bạn hai cái, màu hồng với màu trắng. Cái remote này nó rơi vào trường hợp là các bạn xài remote thì ta tắt remote. Remote thì cũng đơn giản lắm, các bạn nhìn ở đây nó có ký hiệu nè, ký hiệu này tắt nè. Ký hiệu này là bây giờ mình tắt cái này đi ha, tắt nguồn đi, không xài nguồn nữa. Tại vì bây giờ mình xài remote thì mai mốt ta mở bằng remote nha. Đây, nhấp hai lớp sau. Hai lớp sau, bạn nhấp hai double sau, nhấp hai cái thì nó hiện lên thì bạn khởi động đi đâu đi tùy. Sau đó là bạn về bạn tắt cái nút này luôn. Đây chỉ có tắt nguồn thôi, không, tắt nguồn ha. Tắt nguồn nhưng mà không chống trộm, muốn chống trộm thì nhấn thêm một nút phía trên nữa. Đây. Nút phía trên này, ok. À. Rồi mình ví dụ cho các bạn nè, trộm nó có đẩy đi ha. Mình thấy rồi, bụng cái là nó kêu. Nó không hoạt động đâu, nó vẫn không hoạt động, đẩy ba lần nó vẫn kêu liên tục, kêu đến thằng nào chủ, kêu đến khi nào mà chủ thức dậy thôi. Rồi sau đó mình muốn ra mình mở lại, mình kêu bảo chế độ thường thôi. Đây à. Rồi xong, bạn thấy không, đúc nhất này đâu có đi đâu, không có kêu. Rồi cái vấn đề thứ hai là cái loa này, là cái loa này là cái loa tìm xe trong bãi giữ xe.
cách phạm vi 100m ha. Cái gì con này bắt sống hơi xa, xe mà trong phạm vi bãi 100m là có thể bạn bấm nút đó bạn đi tìm xe. Rồi đơn giản ha, có khóa chống trộm. À, sẵn dịp mình nói luôn cái phiên bản này có thí dụ như là cái trong trường hợp con nít nó ngồi đây, có trẻ em nó ngồi thì nó bắt cái tay ga này nó sẽ giật đúng không, chứ là trong trường hợp nó đèn sáng nè, đây thấy không, đèn sáng thì nó bắt cái này chắc chắn nó sẽ giật thôi. Nè con nít mà dùng vô cái này nó kêu nó giật liền không, thì lúc đó đỡ đấu được đâu. Nhưng mà ở đây phiên bản này nó có một cái chế độ cực kỳ đặc biệt là ở đây nhấp chừng 3 giây, 1 2 3, rồi chế độ nồ, thấy không. Thì bây giờ đố các bạn mà giật ga không lên, con nít nó sẽ giật ga, nhưng mà đẩy thì nó lên, đẩy một cái một vòng cái là nó sẽ lên ga nha. À, bạn đẩy đi một vòng ha. À, nó đụng vô cái tay ga này, nó trong cái máy đang nổ nè đúng không, đèn đang sáng thì không muốn cho nó đụng vô, các bạn nhấn giùm mình 3 giây cái này thì nó bắt một chế độ thôi, là chế độ chớp như thế này. À, chế độ này thì nó không cho phép là kéo tay ga, khi nào bạn chơi hay gì con nít nó đậu trên xe nó sẽ không kéo được, nó nghịch mà, nó nghịch xong đó là bạn muốn khởi động thì bạn tắt cái chế độ đó lại, nó sẽ đèn sáng speed ha. Speed là tốc độ, đây là chế độ tốc độ, đây là chế độ pin nè, mình đã nói ha. Còn một chế độ dặn chế độ giờ, cái này thì tham khảo sao ha, cũng nhấn bên tay phải. Cái chế độ này từ từ mình sẽ nói sâu cho các bạn sau. Khi nào khách hàng nào có nhu cầu mua thì cái chế độ này cũng dạng kéo theo điều chỉnh bạn đè bao nhiêu ga thì nó vẫn duy trì được bao nhiêu ga. Có nghĩa là bạn lên 15 cây thì bạn đè chế độ ga 15 cây thì bạn kéo tới khúc đó bạn giữ nghiêm là nó sẽ di chuyển theo cái dạng chế độ đó ha. Nó cũng đơn giản lắm, không có gì. Còn không thì mình cứ tắt đây xin nhanh. Rồi, ok, đây giờ sẽ xong rồi, đơn giản không có vấn đề gì đâu. Đó, mua về rồi cứ chạy từ từ là quen. Con này khỏe lắm à, không như các bạn nghĩ đâu. Rồi xong rồi còn lại phần một thứ hai là lát mình sẽ nói là hướng gấp lại thôi. Rồi gấp lại bỏ lên có xe mang đi du lịch Đà Lạt này, cái tàu rất là thoải mái. Mình bán cũng cả chục chiếc rồi cho nên mình khẳng định con này đi rất là ngon. Đầu tư pin lâu dài nha mấy bạn, đừng có đầu tư pin thấp quá. Đi một thời gian các bạn sẽ bị gọi là chán á. Mình thấy pin thấp quá mình không cảm thấy không muốn đi xa. Nhưng mà thực tế các bạn đi ra phố đi bộ thì từ ra mười mấy cây số là bình thường, đi đi về về cũng 30 cây, ít nhất là đầu tư một cái bản cao cấp hơn về trồng pin. Mình khuyên các bạn kinh nghiệm rồi, trên 100 cây đi, 100 cây là ổn nhất về lâu dài luôn. Tuổi thọ pin này rất là cao, tầm 5-7 năm, nếu mà xài bền cũng cả được chục năm. So với dòng bình thì các bạn chơi bình thì 3-5 năm thôi, bình là bắt buộc rồi, mỗi năm phải sạc rồi. Vấn đề sạc thứ hai là vấn đề thường đi là bình là phải thay, không có giống như pin. Pin trường hợp nào đó, ở một cái môi trường nào đó là sự cố nó mới cháy nổ thôi. Còn vấn đề là thực sự ít khi bị cái trường hợp cháy, mà giờ các bạn đổ viết gì vô nó không đúng bôn đúng đồ thì nó thể cháy thôi. À. Còn cái vấn đề thứ hai là trường hợp này có thể tháo rời là cái chân trẻ em này. Nếu mà sợ quá thì các bạn không có dùng tới thì có thể tháo gọn ra, rút vô. Khi nào xài thì gắp cho con nít thì các bạn gắp lại thôi. Đó là thấy là mình tháo ra đó, đơn giản. Đó, đây tới đây thôi. Đơn giản không, không xài. Nhưng mà nếu mà gáp thì nên gáp vô ha. Ai có con nít được người lớn thì mua chở con đi học đi mầm non nha, học lớp 1 gì đó thì đi được. Con nam con gái tầm 90 tuổi hay 15 tuổi gì đó thì mình hướng dẫn cho nó học lớp 1 thì đi được hết nha quý vị. Quan trọng là phải giữ tập cho nó, người già đi cái này là ngon rồi. Không sao, vừa lùng mà nó vừa thấp lắm với mấy bạn. Bạn này im không độ được, đây là bạn im độc quyền nên các bạn nên nhớ nha. Xác định nếu mà có con cái hay đi hai người thì nên xài. Còn nếu mà đi một người như giới trẻ cao cao thì nó nên đi loại bạn sẽ có tơ bên mình ha. Bạn kia thì có thể chế biến được cái những dòng pin. À, trong trường hợp mà có khách hàng hỏi mình cái vụ pin á. Anh ơi, em mua cái bạn 50 thôi, em muốn đổi pin. Thì mình khuyên các bạn không nên nha quý vị. Tại vì cái gầm pin á, cái gầm pin này là gầm pin dày. Đây bạn thấy không? Cục pin nó nằm đây là rất là bự ha, cục pin thôi đó, cục pin đây nó bự lắm. Các bạn thấy bạn 28AH mà bạn pin 28A bắt là bạn thấy nó to lắm chứ không có nhỏ. Cho nên cái gầm này cho phép các bạn đổ lên pin ha, theo yêu cầu ha. Tại vì cái gầm này pin mát rồi. Cho nên các bạn mua bạn 50, mua cái loại rẻ tiền đi rồi các bạn về bạn đổ đổ pin này kia không lên được đâu. Đừng có tính dậy tính già quá non đó bạn. Nhiều khách hàng cứ nghĩ là mua bạn 50 giờ về nhà đổ. Thực ra là đổ thì làm sao mà đổ được, cái pin nó quá dày quá to mà đổ pin lớn thì làm sao mà nhét. Người ta nhà thiết kế người ta tính cái khung này là khung bằng hợp kim được, nó không phải sắt đâu, tiền nào của đó không phải sắt. Cho nên nó khả năng va đập đó, xe máy mà đụng với nó hả, em bảo đảm với bác quý vị là xe máy hư chứ không phải nó hư đâu, thẳng luôn. Tại vì nó là hợp kim thép không đó, các bạn thấy cái cổ của nó với cái này là cực kỳ nguy hiểm. Tại vì mà đụng là khả năng va đập là xe máy hư trước, bẻ nát trước. Cho nên cái gầm bạn này, mình nhìn cái gầm nè, pin lớn nha, không phải là pin thường. Còn bạn nào mà mua mà người ta báo cùng giá vậy đó mà bạn mua bạn để ý cái gầm nó có chút S à, nó không bằng được một bàn tay nè, bạn thấy không? Rồi như vậy nè, bạn đo là bạn biết cái pin gầm đó là chắc chắn pin 50 ở chừng mức 40-50 km thôi, hay là pin ở tầm 80-100 km thôi, mình cho các bạn biết tiền nào của đó. Mình có sao nói vậy, bạn phải chú ý cái gầm pin và trọng lượng của xe. Con này là nguyên khối của nó là 32 kg nha quý vị. 32 kg, hiện giờ là cái dòng thường á, là rẻ tiền á, chồng có 25 kg thôi, 25-28 kg. Và chú ý là vấn đề này ha. Rồi mình xin phép ha.